chà. Ba ơi, con có xinh không nè? La la, mình đẹp mà. Chào Nastia. Chào. Ồ, răng bạn bị làm sao thế? Chào Nastia. Chào. Ồ, sao mà răng cậu khắp khểnh quá vậy? Mọi người nghĩ rằng răng của con không đẹp. Phải, con cần phải điền răng lâu lắm rồi. Điền răng là gì vậy? Nhìn nè. Niền răng là loại dụng cụ nha khoa giúp làm thẳng răng mọc khắp khểnh, cải thiện xương, khớp cắn và thẩm mỹ nữa. Ngày hôm sau, hôm nay mình sẽ đi niền răng. Xanh nha. Vâng. Mình thấy ổn. Vậy nhớ khi chải răng phải chải hàm trên ít nhất 2 phút và chải hàm dưới trong 2 phút. Cháu dành một ít thời gian đánh thật kỹ cùng một vị trí nha. Cảm ơn ạ. Cháu sẽ mang đến trường. Không có gì. Đi học thôi. Xin chào thầy ạ. Vâng ạ. Nhìn nè, ta cũng niền răng đấy. Ô tuyệt. Nastia, bạn thật tuyệt đó. Cảm ơn nha. Nastia, có đau hay không? Không hề. Nastia, bạn trưởng thành thật đó. Ừ, cảm ơn nha. Các bạn ơi, nếu như các bạn vẫn sợ niềng răng thì nó bình thường lắm. Chẳng đau gì cả đâu, cũng không vướng gì cả. Và nhìn mình có xinh không nè? Ừ, tất nhiên rồi, con yêu. Next video. Ba ơi, đưa con lọ kem chống nắng đi. Chẳng lịch sự gì hết. Ba ơi. Ba ơi, sao ba chẳng mang thứ gì đến cho con cả? Vì con phải nói từ ma thuộc với ba. Từ từ đi nào. Ồ, được rồi, con hiểu rồi. Con sẽ vào vườn nha. Ta ở đây. Cảm ơn ma. Ai gửi nó cho mình vậy ta? Chào Nastia, bạn được mời dự tiệc ở vườn cùng tiên mèo con, Gappy, Pendy và mọi người tại bữa tiệc đu đưa cùng trà bánh, ma thuật và những niềm vui. Hãy chuẩn bị cho bữa tiệc hoành tráng đi nào. Thank you.
Nastia. Con giúp ba nha. Đi mà. Để xem ai đây nào. Tội nghiệp quá. Chúng ta cho mèo ăn đi nha. Đi mà. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Ba đã được mời đến tiệc trà hoành tráng. Nhìn nè, chỗ này là cầu trượt cho tiên nhỏ. Hãy tham gia bữa tiệc bất tận cùng với Gepi, Bendy và tiên mèo con tại ngôi nhà trên cây của tiên mèo nào. Bởi vì khi mặt trời lặn thì nhà trên cây sẽ lên đèn đó nha. Wow. Chào nha. Next video. Chào Antalya. Nhưng Nastia đâu rồi? Chào mừng đến với Resource Premium Tekiroba. Cảm ơn. Nastia đâu rồi? Con đây, mời vào. Đây, ba ngồi. Wow. Kẹo thổ nhĩ kỳ nha. Nhanh lên ba, nhanh lên. Vì ta phải đi đến công viên nữa. Cùng đi công viên nước rồi đi mua sắm nào. Đi thôi. Ta mệt rồi. Ta có nhiều việc phải làm lắm. Hôm nay ta sẽ ngồi lại ở khách sạn. Chán quá à. Nhưng không phải ở khách sạn này. Cùng đi chơi nào. Đi. Ok, đi chơi nào. Xin chào, chào mừng đến khu vui chơi Rishi. Chào Nastia, cùng làm đồ thủ công nào. Giỏi lắm. Đi thôi.
đến lúc tập thể dục rồi. Ôi, ở đây nóng quá đi. Đến bãi biển thôi nào. Ba ơi, hình như đây không phải là biển mà là bể bơi. Ồ, tuyệt. Đi ra biển thôi nào ba ơi. Đi thôi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Next video. Mình là một đầu bếp. Bạn có thể gọi cho mình nếu cần mình nấu cho nha. Chào mọi người. Hôm nay Ricardo, chú cún này và mình sẽ đi tìm nấm cục. Đây là loài cún đặc biệt chuyên đi tìm nấm cục đó nha. Ta phải nhanh chóng bắt kịp trước khi chú ta ăn hết nấm cục đó. Hai. Chúng mình tìm được rất nhiều nấm cục đen. Ricardo mệt rồi. Nhân tiện nếu bạn lỡ bị bẩn tay thì bạn cũng có thể chùi lên Ricardo đó. Một giống cực kỳ thuận tiện. Sau khi xong, Ricardo giúp mang dụng cụ. Trong lúc chú ta đang nghỉ ngơi thì cùng nhau đi nấu pasta với nấm cục tươi vừa tìm nào. Ăn được không? Vừa ăn không? Ok. Và giờ thêm nấm cục. Thật là ngon lành. Hoàn hảo. Chúng mình cũng quyết định làm tiramisu và xô thơm chiên. Giờ thì chúng ta cùng đi làm kem thôi nha. Ngon quá đi. Kem tươi, mình yêu kem tươi. Ai ai cũng yêu kem tươi.
Muối nè. Giờ cùng trộn phần hỗn hợp khô nha. Cherry cherry ơi, thêm cherry vào nào. Cherry cherry, thêm cherry vào nào. Được rồi, ổn á. Thật là chán khi bạn phải chờ đợi nha. Thật đúng là chán quá đi. 4 tiếng sau. Cảm ơn nha. Ngọt quá đi. Kem ý là tuyệt nhất đó nha. Chào nha. Chào. Chào các con dâu này. Nastia, ăn trưa thôi. Được rồi, con sẽ đi rửa tay. Rửa tay thôi. Thú vị ghê. Xà phòng được làm như thế nào? Mình sẽ đi hỏi ba. Ba ơi, xà phòng được làm từ gì vậy? Xà phòng? Ba không biết. Nhưng mà ba biết một nơi. Đi thôi. Chào. Chào mừng đến với xà phòng Netta. Thử sản phẩm mới nha. Vâng. Ừ, đợi đã, đây là sản phẩm tắm đó. Wow. Làm sao để làm ra được chúng? Chúng ta hãy di chuyển ra đây và xem nha. Chào Nastia. Chào. Vậy hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn bạn làm xà phòng ha. Để làm xà phòng, ta cần trộn dầu, nước và glycerin lại. Thêm phẩm màu tự nhiên nếu bạn muốn xà phòng có màu theo ý thích nha. Và ta chỉ cần đợi 10 phút thôi. Giờ thì nó đã xong rồi nè. Wow. Bạn có hiểu là chúng đều là xà phòng không? Rắc cốm lên nha. Mọi người sẵn sàng làm Cameron chưa? Và sau 10 phút, nó đã sẵn sàng. Wow, đây là bánh quế thật sự. Không được, bơm tắm đấy. Được rồi. Cái này là thật. Ba ơi, xà phòng. Đây. Xà phòng. Trông như thật xà luôn. Xà phòng đó. Không. Vậy sao? Donuts. Phải thật không? Đây là xà phòng. Xà phòng tuyệt quá. Xà phòng mà. Cháu có thể tự làm xà phòng riêng được không? Cháu biết đấy. Đúng là ý kiến hay. Làm thôi. Còn chú mèo này thì sao? Mèo mèo. Dễ thật đó. Ta da. Chú mèo thật tuyệt vời. Mèo mèo. Mình sẽ dùng màu sắc yêu thích hồng và tím nha. Nó là bơm tắm đó. Hay tuyệt. Cùng làm vài chiếc donut nào nha. Donut mèo con đã xong rồi. Mèo 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 mèo. Ok. Trông hoàn hảo đó. Chúng ta cũng đã làm cupcake mèo con nè. Xà phòng mèo con. Wow. Đồ ăn đã sẵn sàng. Không mà. Không, là xà phòng đó. Ok. Cái trọng lực nè. Không, đây là xà phòng tắm. Đây là sữa lắc. Làm thế nào? Wow.
mình có ý này. Chào, tên bạn là gì vậy? Noah. Bạn có muốn rửa tay không? Nghe chán quá vậy. Ô rồi rồi, mình sẽ cho bạn thấy rằng nó chẳng chán mà rất vui á. Đi thôi. Sẵn sàng để rửa tay chưa nào? Dạ. Làm vâng. Thôi. Đây là của cháu. Và đây là của cháu. Chúng ta cùng bắt đầu rửa tay với những chú mèo nha. Mùi thơm quá đi, phải không? Ai sẵn sàng tạo bong bóng nào? Cháu. Làm thôi. Giờ ta sẽ dùng một chút sữa lắc nha. Cháu thích sữa lắc lắm. Và đây, cùng làm bong bóng nha. Yeah, tạo bong bóng nào. Nghiền nó ra như thế, cứng lắm đấy. Ta giúp cháu nha. Dạ. Cố bóp nát đi. Cháu đang nghiền nó. Cháu nhớ cái này chứ? Dạ. Cùng để chúng trong nước và chúng ta xem có gì nha. Sạch rồi nè. Thấy chưa? Rửa tay vui lắm đó nha. Yeah! Các bạn có rửa tay với xà phòng không nào? Đừng quên rằng rửa tay bằng xà phòng có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tật và vi khuẩn nguy hiểm đó nha. Giữ sức khỏe nha. Next video. Bụng con đau quá. Nastia, đi gặp bác sĩ thôi nào. Chào bác sĩ. Chào. Bụng cháu đau quá. Bác sĩ ơi, cháu bị làm sao thế ạ? Ta nghĩ điều đó là vì con ăn quá nhiều đồ ngọt rồi. Uống thuốc này đi, sẽ đỡ hơn nhiều. Vâng ạ. Cùng đi đến nhà sĩ thôi nào. Chào. Mở miệng ra đi nào. Cháu có nhiều sâu răng quá đi. Cháu ăn nhiều đồ ngọt lắm sao? Ta sẽ cho cháu xem video thú vị về đường nha. Đường có hại đối với sức khỏe của bạn. Khi bạn ăn đồ có đường, não của bạn càng nghiện chúng, làm cho khẩu vị của bạn được cải thiện và bạn chỉ muốn ăn thêm nữa. Đường chứa rất nhiều calo, chúng là nguồn năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu ăn quá nhiều đường thì cơ thể sẽ bắt đầu tăng cân. Việc này có thể dẫn đến bị béo phì và béo phì có thể dẫn đến bệnh về tim và mạch máu. Điều này rất nguy hiểm. Đường có thể làm da của bạn kém đi, bạn có thể sẽ nổi mụn, có nếp nhăn và còn dị ứng nữa. Đường đem rất nhiều vi khuẩn vào trong miệng, điều này làm tổn hại răng và gây ra sâu răng. Đường chẳng tốt cho sức khỏe của bạn mà còn làm bạn mệt mỏi và chậm chạp. Nếu bạn bỏ hết đồ ngọt như nước và soda và nước ép ra khỏi danh sách đi chợ, vẫn còn nhiều đường trong chế độ ăn từ trái cây, các loại dâu, mật ong và hạt. Nhưng những loại đường này là đường tự nhiên, loại này tốt cho cơ thể. Từ nay con sẽ không ăn đường nữa đâu. Tạm biệt. Chào. Phải ném hết kẹo đi nha. Ai, buồn quá đi. Phải, không có đường làm tâm trạng tệ quá. Bà có ý này nè. Ta sẽ làm mật ong. Cùng trang trí đi. Sẵn sàng. Ông ơi, đến đây. Ông ơi. Ông à. Đến đây. Oh. Mật ong là đường tự nhiên.
có vị ngọt và còn rất tốt cho sức khỏe. Mật ong được rồi nè. Món thay thế cho đồ ngọt đấy. Ngon quá đi. Ngọt quá à. Tốt cho sức khỏe lắm. Cùng tạo salon làm đẹp nào. Dùng mật ong là phương pháp làm đẹp phổ biến, tốt cho da lắm đó nha. Sẵn sàng làm đẹp chưa nào? Wow. Ta cảm thấy không ổn. Chờ đã, con biết làm gì rồi. Con sẽ làm trà cho người bệnh và que mật ong. Mật ong rất hữu dụng đấy, trị cảm lạnh đó nha. Đỡ hơn nhiều rồi. Dạ phải, do mật ong hết đó. Chân bị bầm rồi. Mật ong. Mật ong có tác dụng chữa bệnh. Tạo gạt mật ong giúp làm lành vết bầm. Kẹo mật ong nha. Ê, thiệt. Các cậu phải giữ sức khỏe và đừng ăn nhiều đường nha. Chào. Next video. Chào Nastia, chị sẵn sàng ngủ ở phòng em rồi nè. Chào Evelyn, rất vui gặp chị. Mình ra ngoài chơi đi ha. Đi luôn. Rắn kìa. Chị sợ rắn lắm. Phải làm cho nó biến mất mới được. Không Evelyn, dừng lại đi Evelyn. Không. Loài rắn rất là nguy hiểm, cho nên chị không được tấn công nó đâu. Lùi từ từ về sau. Lên đây, lên đây. Em không dám. Dù em rất muốn lên đó mà. Nastia, lên chơi đi, vui lắm á. Không, em sợ. Không. Ồ, được rồi, cứ tập từ từ. Em có thể thử khi nào mình sẵn sàng. Dạ. Mình muốn thử. Đừng lo, em sẽ làm được thôi. Để chị giúp cho em nha. Được, đi thôi. Đi. Em có thể làm được mà. Hay lắm, em vượt qua nỗi sợ của mình rồi. Sẽ không tấn công chị.
nếu chị không tấn công chúng trước. Chị hiểu rồi. Các con, tới đây. Xin chào. Xin chào. Nhìn nè, cái này rất có ích nha. Làm vậy. Em thấy chưa, sếp chỉ đánh vào cây cối mà thôi. Nhìn nè, cái này giống với sếp. Em sẽ không bị thương nếu tuân theo luật của nó. Tiếng sấm đó. Nhìn nè, Nastia, sấm chỉ là âm thanh thôi, nó không làm hại em đâu. Em hiểu rồi, em không sợ nữa. Tới giờ đi ngủ rồi á. Tắt đèn á nha. Chị sợ bóng tối lắm. Không, đừng sợ mà. Bóng tối không có gì nguy hiểm đâu. Biết là vậy, nhưng mà chị vẫn sợ lắm. Nó cứ làm chị sợ á. Mẹ nỗi sợ của chị ra đi. Được rồi. Nhìn nè các cậu, đây là nỗi sợ bóng tối của mình. Còn đây là nỗi sợ trước đây, rất lâu của mình. Rồi em làm sao? Đây nè. Ok. Đi giùm đi. Wow, được rồi nè, chị không còn sợ nữa. Các bạn à, sợ hãi thì không sao hết. Yeah, nhưng mà điều quan trọng là các bạn phải cố gắng vượt qua nỗi sợ nha. Chúc ngủ ngon, Emmeline. Ngủ ngon nha, Nastia. Tạm biệt. Next video. Chào Nastia, mình đi dã ngoại với nhau đi. Được chứ, đi thôi. Đi xe của mình nè. Cái này không tốt cho môi trường sống đâu. Khói từ xe ô tô làm ô nhiễm bầu không khí và ảnh hưởng tới tự nhiên. Vậy hả? Mình không biết. Đổi sang đi bằng xe scooter đi. Emmeline, không không không, này là đồ ăn cho động vật đó. Nấm là đồ ăn cho động vật, nên nếu nhổ chúng hết thì động vật không có gì để ăn nữa. À, giờ thì mình biết rồi. Hữu cơ dưới lòng đất biến thành phân hữu cơ và sẽ là phân bón cho cây cối. Nhìn nè, đây là điều tụi mình nên làm. Phải đào lỗ trước á. Được rồi. Cho rác vào đây nè. Giờ thì phải lấp đất lại. Được rồi, cái này nữa nè. Không không không, cái đó không ủ được. Phải mất nhiều thời gian thì nhựa mới phân hủy được, cho nên nó sẽ làm hại cho đất và rất có hại cho côn trùng với cây cối dưới đất. Đem cái chai này về đi. Ok. Mình luôn tái chế nó. À, mình hiểu rồi. Thôi, chào ba. Chào các con. Tụi con giúp gì cho ba được không? Được, các con có thể tưới cây giùm ba. Mình nghĩ làm như vậy lãng phí rất nhiều nước.
Nước sạch không có nhiều trong tự nhiên, nên chúng mình phải sử dụng một cách tiết kiệm. Mình biết phải làm sao. Nè, đám mây ơi, tới đây. Tới đây đi, nhanh lên. Xin chào các cậu. Giỏi lắm các con. Cảm ơn ba. Trái cây ngon này là do mình trồng á. Tụi mình rửa tay đi ha. Ok. Evelyn nhìn nè, nhiêu đây là đủ lau tay rồi. Giấy được làm từ cây, chúng mình phải tiết kiệm giấy để người ta không phải đốn nhiều cây trong rừng nữa. Ồ, hiểu rồi, từ giờ mình sẽ không lãng phí giấy nữa, tuyệt lắm. Là con nhện kìa, mình ghét nhện lắm. Chết nè. Dừng lại đi, Evelyn. Gì vậy? Nhện là thức ăn cho chim. Nếu cậu giết nhện thì chim không còn gì để ăn nữa. Để xem cậu có thích nó không. Được rồi, mình biết rồi. Mệt quá đi, mình muốn xem tivi. Có thể sẽ hết, nên các bạn phải tiết kiệm và tận dụng ánh sáng mặt trời thay vì dùng đèn nha. Chúng mình phải tiết kiệm năng lượng. Ok, cảm ơn nha. Những gì mình học được trong hôm nay rất thú vị, mình cùng học thêm nữa đi ha. Yeah, ý hay đó. Next video. Các con à, các con làm xong bài tập về nhà chưa? Dạ chưa. Hey các cậu. Các con đang làm gì vậy? Các con phải làm bài tập đi chứ. Tụi con không biết. Học hành khó lắm luôn á. Nấu ăn thì dễ hơn. Tụi con sẽ mở nhà hàng và kiếm được rất nhiều tiền luôn. Dễ lắm. Được rồi, nấu thử vài món đi, ba sẽ trả tiền nha. Dạ, không thành vấn đề. Ok. Nó không ngon gì hết. Ba sẽ không trả tiền đâu. Để nấu ăn ngon thì con phải học. Lại đây, ba chỉ cho. Mình phải rửa tay. Đó là điều
quan trọng á. Quy trình làm món mì Ý rất lâu và không hề dễ dàng. Đầu tiên, bạn phải nhào bột, rồi phải chuẩn bị nhân phô mai nữa. Hãy nhớ là khi cắt rau củ, phải có sự giám sát của người lớn nha. Đừng quên thêm thảo mộc với gia vị để tăng hương vị. Trộn đều lại. Chỉ bật bếp khi có người lớn ở đó. Bạn cần bơ và kem để làm nước sốt. Quan sát cẩn thận và khuấy liên tục nha. Bột được cán mỏng trong chiếc máy đặc biệt. Cho nhân vào. Nhờ chiếc máy này giúp cho chúng mình có được sợi mì Ý. Giờ cần phải trộn mì với nước sốt nữa nha. Ngon quá đi. Nè, không dễ cho lắm. Ngon lành luôn. Ngon lắm luôn nha, nhưng mà không dễ làm đâu. Mọi thứ đều phải học mới được. Mình chọn học nha. Nhưng các con vẫn có thể có sở thích là nấu ăn. Yeah! Next video. Chào mọi người, mình đang ở Las Vegas và đây là bạn của mình nè. Nhìn đẹp quá ha. Las Vegas là thế giới giải trí và là trung tâm giải trí đó nha. Yeah. Và đây là những chương trình nổi tiếng nè. Trình diễn động vật, siêu trình diễn trên nước, nhào lộn đến từ nhà sơ triệt Du Soleil, huyền thoại Canada. Ở Las Vegas có rất là nhiều chỗ vui chơi đó nha. Ngon quá à. Gì thế này? Quả dứa hả ta? Được sử dụng khai thác vàng và có nhiều thứ thú vị hơn nữa. Một trong những mỏ vàng nổi tiếng bị lãng quên ở El Dorado Canyon. Chà, các con à, có muốn ăn kem không? Là đạo cụ còn sót lại sau khi ghi hình phim 3.000 Miles to Graceland với sự tham gia của Kevin Costner đấy. Và giờ các bé đang đi xuống mỏ vàng, nơi mà nhiều người cố gắng tìm đào ra những miếng vàng trong mơ ước. Ồ,
cùng khám phá nào. Có thể chúng mình tìm ra gì đó thì sao nhỉ? Vàng nè. Cách xây dựng đặc biệt này, ví dụ điển hình những gì đã xảy ra với những người thợ mỏ khi không tuân thủ luật an toàn lao động đó. Giờ thì ra ngoài và đi đến vùng đất khác thú vị tiếp theo thôi. Đây là những cây xương rồng nguy hiểm này. Đừng đụng vào nha. Không không không, đừng giẫm lên cây xương rồng, nguy hiểm lắm đó nha. Xương rồng này thường được gọi là jumping cacti. Chúng rất nguy hiểm đấy. Nhìn vào hậu quả của việc đối mặt với chúng này. Sau khi về thị trấn, họ quyết định đến nơi khác rất thú vị là Venetia khách sạn và đi gondola như khi bạn ở Venice vậy. Gặp lại sau nha. Mình rất là thích Las Vegas. Mình sẽ đến đây một lần nữa nha. Next video. Ok. Hello. Chào Ala. Chào nha. Chào Clara nha. Chào Martin. Chú Yuri ơi. Hả? Chú mang hành lý giúp con được không? Được. Cảm ơn chú. Chú Yuri ơi, đến đây. Có chuyện gì thế? Đèn bị hư rồi chú ơi. Ồ, rồi. Yeah. Yeah. Cảm ơn chú nha. Chú Yuri. Chú Yuri. Hả? Martin. Giúp con nha. Được. Cảm ơn chú. Ba ơi. Ba ơi. Nastya. Sao thế Nastya? TV mở không được nè ba. Claudia. Chú Yuri ơi. Chú mở giúp con chai nước được không ạ? Tất nhiên rồi. Cảm ơn chú. Chú Yuri ơi. Ola, sao thế? Con đau bụng quá. Ok, chờ chú một chút. Đây. Con cảm ơn. Chú Yuri ơi. Martin. Chú chơi với con đi. Ok. Bye. Bye. Hả? Nastya. Chờ chút. Có chuyện gì thế? Tụi con đói quá. Chúng ta muốn ăn gì đó. Chú gọi món giùm tụi con được không hả chú? Chờ một chút nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nha. Chú Yuri.
Chú Yuri ơi, bye. Chú Yuri ơi, chú đâu rồi ta? Hay là ở đây ta? Nhỏ nhỏ thôi. Ba mình đang ngủ á. Hình như là chú chăm cho chúng mình nhiều quá nên mệt đó. Mình giúp cho ba nha. Vậy mình làm gì giờ? Chúng ta dọn nhà đi nha. Cảm ơn. Wow, tuyệt quá đi. Wow, dễ thương ghê. Luôn luôn giúp đỡ cho ba mẹ nha. Bye bye. Next video. Ở trường nè. Chào. Chào thầy ạ. Chào Nastya. Lại đây nào. Ok. Lỗi Emily nha, nhưng mình muốn ngồi đây. Emily, sao bạn buồn vậy? Nhiều bạn không muốn chơi với mình, nhưng mà mình cũng chẳng biết tại sao nữa. Mình có làm gì sai đâu. Mình biết tại sao rồi nè. Mình có thể đến nhà bạn được không? Được chứ. Nhà của Emily nè. Chào Emily. Hả? Chào Nastya. Sao bạn không dọn phòng cho mình? Mình không biết tại sao nữa. Được rồi, làm thôi. Bàn chải mới hả? Evelyn, lại đây nào. Bạn có dùng bàn chải không vậy? Không, mình đánh răng như vậy nè. Đánh như vậy miệng của bạn có mùi kỳ lắm á. Evelyn, không ai thích mùi hôi miệng đâu. Được rồi, mình sẽ đánh răng mỗi ngày. Ok. Ở trường. Chào. Chào thầy. Xin chào. Chào Emily nha. Chào. Mình ngồi chung được không? Quần áo của bạn bị sao vậy? Mình không biết nữa. Mình thấy ổn mà. Mình đến nhà bạn sau giờ học được không? Được chứ. Nhà của Emily. Chào Emily. Phòng của bạn sạch rồi nè. Tốt lắm. Chào Nastya. Cảm ơn đã giúp mình nha. Mình xem tủ áo của bạn được không? Được chứ. Lại đây nè. Đây nha. Bạn cần giữ quần áo cẩn thận hơn nha. Đồ mình dơ quá. Không sao, mình sẽ giặt vậy. Dùng móc áo này nè. Cảm ơn. Xong xuôi. Này dùng được nè. Xong. Nhìn sạch hơn rồi nè. Nè Emily, mai bạn mặc
mặc cái này đi học đi. Ừ, được. Đây nữa nè. Ở trường. Chào mọi người. Chào. Bộ đồ của bạn đẹp và tươm tất quá đi. Cảm ơn. Nhưng mà bạn chưa chải đầu á. Không, mình chải tóc vầy nè. Nay mình đến nhà bạn nữa nha. Nhà của Evelyn. Chào Evelyn, bạn có cần lượt không nè? Ok. Wow, xinh quá à. Nhớ mang theo lượt đi học nha. Hiểu rồi. Cho mình xem móng tay đi. Nhớ chăm móng tay thường xuyên đó. Ok. Ở trường. Chào mọi người. Các em, hôm nay trông dễ thương lắm đấy. Mọi người nhớ chăm sóc cơ thể, quần áo ngăn nắp và chăm sóc bản thân nha. Và nhớ giúp đỡ người khác nếu cần nha. Tạm biệt. Next video. Ngủ ngon nha, con yêu. Chúc ba ngủ ngon. Nastia. Nastia, đây là giường của con. Con ngủ ở đây nè, nha. Con ngủ ngon. Này, không. Ba ơi, con không muốn ngủ một mình. Con sợ bóng tối. Đi nào. Yeah. Nhìn nè. Wow, đẹp quá à. Con ổn chưa con gái? Dạ, ba ơi. Có gì thế con? Ba quên kiểm tra giường của con. Lỡ có quái vật thì sao? Được rồi. Xem thử nè. Không có ai cả. Lỡ như ba đi, quái vật đến thì sao hả ba? Ba có ý này nè con gái. Được. Vẽ mặt nào như vậy nè. Đẹp. Giờ thì chịu rồi nha. Dạ ba. Con ngủ ngon. Ba ơi. Ba ơi, có ai trong tủ đồ của con? Ừ.
À, đồ chơi của con thôi. Phải để đồ chơi đúng nơi đúng chỗ chứ. Của con nè, giờ thì gấu bông sẽ canh cho con nha. Cảm ơn ba. Nastia. Ba ơi. Ba ơi, có gì thế ạ? À? Có ai đó ở dưới gầm giường. Ba ơi, không có quái vật đâu ba. Xem thử là ai nha. Bà biết rồi. Các bạn ơi, quái vật không có thật đâu nha, là tưởng tượng thôi à. Ngủ ngon và mơ đẹp nha. Tạm biệt các bạn.